Tôi chưa có gia đình và đang có bạn gái. Chúng tôi quan hệ khá là đều đặn một năm một tuần. Tuy nhiên thì khoảng hơn một năm trở lại đây, tôi có xảy ra tình trạng là xuất tinh sớm. Thời gian quan hệ của chúng tôi thì khoảng từ 3 đến 4 phút, thậm chí có những lúc thì chỉ có 2 phút nếu mà không kể thời gian nghỉ giữa hiệp. Thì không biết là cái tình trạng xuất tinh sớm như vậy thì có ảnh hưởng gì không? Đó chỉ là hai trong rất nhiều câu chuyện mà các bạn trẻ chia sẻ với chúng tôi. Theo thống kê của Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, tại Việt Nam thì khoảng 60.000 vụ ly hôn mỗi năm, tương đương với 0,75 vụ trên 1.000 dân. Số vụ ly hôn đang ngày càng tăng nhanh và trong đó thì 34% nguyên nhân được đề cập đến là do không hài hòa trong đời sống tình dục, trong đó có xuất tinh sớm. Làm thế nào để khắc phục bệnh xuất tinh sớm cũng như là phương pháp điều trị như thế nào là hiệu quả đang là vấn đề quan tâm của rất nhiều các cặp vợ chồng. Vì vậy hãy cùng theo dõi video này với chúng tôi qua cuộc phỏng vấn trao đổi ngắn với bác sĩ Lương Y Đỗ Minh Tuấn, giám đốc chuyên môn của nhà thuốc Đỗ Minh Đường. Thưa bác sĩ, bệnh xuất tinh sớm là gì? Xuất tinh sớm là một tình trạng không kiểm soát được khoái cảm của nam giới, để không kìm hãm được cơn xuất tinh ý. Xuất tinh là sớm hơn mong muốn. Cái điều này có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình này, mâu thuẫn giữa vợ chồng. Cái xuất tinh sớm nó có thể ảnh hưởng đến cả quá trình sinh sản thụ thai của nam giới với nữ nữa. Vậy thì nó có ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe và liệu rằng là bị xuất tinh sớm thì có thể có con được hay không ạ? Xuất tinh sớm thì khả năng có con vẫn có, tuy nhiên nó có thể gặp khó khăn hơn những người bình thường. Và xuất tinh sớm nó để lại nhiều những cái tác dụng không mong muốn, ví dụ như là khiến cho nam giới để suy nghĩ này, tiêu cực này, mong muốn stress nhiều dẫn đến suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh này, là cơ thể mệt mỏi uể oải, rồi ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình đổ vỡ tan vỡ, rồi vì là không thỏa mãn được nhu cầu của nhau. Nguyên nhân gây ra xuất tinh sớm thì có 80% nguyên nhân gây ra xuất tinh sớm là do vấn đề về tâm lý. Nam giới lo lắng, hồi hộp quá mức về khả năng tình dục của bản thân, tâm lý căng thẳng, áp lực kéo dài. Bên cạnh đó, căn bệnh này cũng có thể do các nguyên nhân sinh lý khác như vấn đề về tuổi tác khiến chức năng sinh dục bị suy giảm nồng độ hormone testosterone bất thường, hệ thống phóng tinh phản xạ bất thường, bệnh về tuyến giáp hoặc do đặc điểm di truyền, viêm và nhiễm trùng tuyến tiền liệt hay niệu đạo, tổn thương thần kinh sau phẫu thuật hoặc chấn thương. Dấu hiệu xuất tinh sớm thường gặp nhất ở nam giới nên chú ý bao gồm mất khả năng kiểm soát việc xuất tinh, thời gian xuất tinh ngắn, lặp lại nhiều lần, dương vật cương cứng kém, chưa quan hệ đã xuất tinh, số lần nhịp nhập yếu và ít khi quan hệ, làm bạn tình cảm thấy không thỏa mãn khi quan hệ. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra bệnh xuất tinh sớm, vậy thì bệnh xuất tinh sớm có chữa được hay không ạ? Bệnh xuất tinh sớm là bệnh chữa được, tuy nhiên nó sẽ khó khăn hơn là bệnh rối loạn cương dương. Tuy nhiên là nếu như có một chế độ ăn uống hợp lý, cộng với một chế độ luyện tập tốt và tinh thần thoải mái vững vàng, cộng với chế độ thuốc phù hợp bồi bổ sức khỏe cho gan thận khí huyết thì nó có thể ổn định trở lại được. Hiện nay nhiều nam giới tự điều trị xuất tinh sớm tại nhà bằng mẹo, dùng bao cao su kéo dài thời gian quan hệ, sử dụng kỹ thuật ép chặt và hãm phanh khi yêu hoặc cân bằng lại chế độ ăn uống, năng tập bài tập tăng cường sức lực cho vùng xương chậu. Chữa xuất tinh sớm bằng bài tập Kegel là bài tập làm khỏe cơ sàn chậu, phần nằm cuối của vùng chậu giữa hai chân và ở vùng thắt lưng, hỗ trợ bằng quang, đại tràng và chức năng sinh lý. Chữa xuất tinh sớm bằng lá hẹ. Lá hẹ có tính ấm, vị hơi chua và hăng, có tác dụng bổ thận tráng dương, ôn trung bổ huyết, tán huyết, hành khí hóa ứ. Vì vậy, loại rau này thường được khuyên dùng cho những quý ông để tăng cường sinh lực. Cũng có thể dùng bao cao su kéo dài thời gian quan hệ. Đây là một trong những cách sử dụng nhiều ở các quý ông xuất tinh sớm, giúp kéo dài thời gian yêu, chống xuất tinh sớm hiệu quả. Trong nhiều loại bao cao su có chứa chất gây tê cục bộ là lidocaine hoặc benzocaine. Loại chất này có tác dụng tương tự như thuốc xịt chống xuất tinh sớm, làm tê bề mặt xương vật, giảm cảm thụ kích thích, nhờ đó giúp quý ông kéo dài thời gian quan hệ hơn so với bình thường. Tuy nhiên thì việc lạm dụng cách này có thể khiến dương vật quen với các chất gây tê, lâu dần khả năng điều khiển dương vật bị ảnh hưởng, thậm chí là còn dẫn tới rối loạn cương dương hay là rối loạn xuất tinh. Ngoài ra thì bạn có thể dùng kem đánh răng kéo dài thời gian quan hệ. Có nhiều loại kem đánh răng có chứa bạc hà, đây là chất có tác dụng tương tự như chất gây tê cục bộ. Vì vậy nhiều quý ông truyền tay nhau cách kéo dài thời gian quan hệ
bằng kem đánh răng. Để thực hiện được, trước khi yêu, bạn vệ sinh sạch cậu nhỏ, lấy một lượng vừa đủ kem đánh răng thoa lên đầu dương vật, đợi từ 5 đến 10 phút để bạc hà thẩm thấu qua da, rồi rửa sạch là có thể bắt đầu yêu. Tuy nhiên, cũng giống như cách trên, nam giới không nên lạm dụng mẹo này bởi có thể khiến cậu nhỏ nhà đạn sớm và trở thành liệt hẳn. Ăn uống hoặc kiêng khem hợp lý cũng là một cách tốt để hỗ trợ điều trị và phòng ngừa xuất tinh sớm ở nam giới. Một số thực phẩm tốt cho tinh trùng và khả năng giường chiếu phái mạnh nên sử dụng gồm: ăn nhiều hảo biển giúp nam giới sản sinh testosterone tự nhiên, cải thiện ham muốn tình dục. Bổ sung nhiều các loại thịt như thịt gà, thịt dê, thịt chó, thực phẩm dầu magie để bổ máu và cường dương. Kiêng ăn rau răm hoặc các đồ cay nóng như ớt, hạt tiêu, sa tế, tỏi, lạc giang, nhãn hay vải. Hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá và đồ ăn nhiều mỡ. Trong trường hợp sử dụng mẹo trên thất bại, nam giới sẽ được bác sĩ chỉ định điều trị bằng phương pháp tâm lý hoặc sử dụng thuốc như thuốc Tây y hoặc Đông y. Mỗi phương pháp điều trị đều có ưu và nhược điểm riêng, bạn cần tìm hiểu kỹ lưỡng để lựa chọn cho những cách phù hợp nhất. Điều trị xuất tinh sớm bằng phương pháp tâm lý, tức là nam giới sẽ gặp gỡ, trao đổi với bác sĩ tâm lý hoặc chính bạn tình của mình. Họ sẽ giúp bạn giải tỏa áp lực về tâm lý bằng cách lắng nghe, chia sẻ và đưa ra lời khuyên. Hiệu quả của cách chữa này phụ thuộc lớn vào sự phối hợp giữa bạn tình hoặc bác sĩ tâm lý với nam giới. Điều trị bệnh xuất tinh sớm bằng thuốc Tây y, thuốc chống xuất tinh sớm, thuốc uống quan hệ lâu dài, thuốc kéo dài thời gian quan hệ, thuốc bôi hoặc xịt chống xuất tinh sớm là những loại thuốc phổ biến trong điều trị xuất tinh sớm bằng Tây y, giúp chữa xuất tinh sớm khi dùng đúng cách, có tác dụng tăng cường chức năng sinh lý, hỗ trợ đời sống tình dục thăng hoa hơn. Trái lại, nếu lạm dụng, nam giới có nguy cơ bị liệt dương, sơ hóa dương vật, suy giảm khả năng tình dục, thậm chí là gây vô sinh. Vì vậy, nam giới tuyệt đối không nên lạm dụng và nên sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ chuyên khoa nam khoa. Thưa bác sĩ, gần đây thì phương pháp điều trị xuất tinh sớm bằng thuốc nam được nhiều người tin dùng hơn cả. Vậy thì thuốc nam có những hiệu quả như thế nào mà khiến nhiều người tin tưởng đến vậy ạ? Thì bài thuốc nam của nhà thuốc Đỗ Minh Đường chúng tôi thì sử dụng 3 bài thuốc là đại bổ thận, đại bổ phục dương hoàn và hồi xuân phục dương thang. Tức là những bài thuốc này đều có thông chính là bồi bổ khí huyết gan thận, giúp cho cơ thể khỏe cường tráng, tăng cường khả năng cố tinh cho thận để kìm hãm nó có xuất tinh cho mình. Liệu trình chữa xuất tinh sớm tại nhà thuốc Đỗ Minh Đường là sự kết hợp giữa 3 bài thuốc nhỏ: một thang thuốc được dùng để ngâm uống rượu gọi là hồi xuân phục dương thang, một thang thuốc bổ thận được gọi là đại bổ phục dương hoàn, và một thang thuốc giúp tăng cường khả năng sinh lý gọi là đại bổ thận. Sự bổ trợ, tương tác dược tính giữa 3 bài thuốc giúp tăng hiệu quả của liệu trình điều trị. Hiệu quả chữa xuất tinh sớm vượt trội của bài thuốc như tăng sinh hormone sinh dục nam testosterone, trợ dương, tăng cương dương và sức bền, sự dẻo dai khi quan hệ. Thông kinh bổ huyết, tăng lưu thông máu tới dương vật, tăng khả năng cương cứng, nhuận sắc, ích thủy sinh tinh, giảm mệt mỏi, tăng cường thể lực, sức bền cho bệnh nhân, bồi bổ nguyên khí, bổ thận tráng dương, an thần dưỡng tâm, tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa ngoại tà xâm nhập, tạo thành hàng rào bảo vệ để phòng bệnh tái phát hiệu quả. Đáng chú ý là các bài thuốc không được kê theo một công thức nhất định mà dựa vào mức độ của bệnh lý, cơ địa của từng người, lương y sẽ chẩn mạch, kê đơn phù hợp nhất. Phác đồ chữa xuất tinh sớm yếu sinh lý tại nhà thuốc Đỗ Minh Đường được đánh giá là toàn diện vì không chỉ sử dụng thuốc, lương y còn chỉ định day ấn huyệt. Nam giới được kết hợp day ấn huyệt, tâm âm giao, thái kê, mệnh môn, quan nguyên nhằm đả thông kinh mạch, bồi bổ khí huyết. Hy vọng rằng những thông tin mà bác sĩ Lương Y Đỗ Minh Tuấn cùng chúng tôi chia sẻ cho các bạn đã cung cấp cho các bạn thêm những thông tin về sức khỏe. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để có thêm cho mình những thông tin bổ ích.